Tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Tuất là những người sống hết lòng vì bạn bè và những người thân xung quanh. Khi làm việc gì, họ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước cá nhân. Đó là lý do tại sao tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý đến vậy. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Tuất chịu sự ảnh hưởng của Thái Tuế. Vì thế mà bản mệnh gặp đại hạn triền miên, tiểu nhân luôn rình rập, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi, thậm chí dẫn đến bước đường tán gia, bại sản. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Tuất sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Mậu Tuất có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Tuất trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Tuất thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Tuất phạm hình Thái Tuế, dự đoán đối với những người sinh năm 1958 sẽ có một vận mệnh không tốt và một số trở ngại vào năm 2021. Ở độ tuổi lục tuần, bản mệnh có thể mua nhà mới, tổ chức đám cưới cho con trẻ hoặc những điều hạnh phúc khác để giải quyết những dấu hiệu kém may mắn. Sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn, nhưng bạn cũng có thể có những khoản chi bất ngờ. Có điều, bản mệnh cần phân biệt rõ những người tốt, kẻ xấu, không nên dễ dàng tin theo chuyện thị phi, không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Trong năm, bạn nên cẩn thận với những trò gian lận, đầu tư và tránh xa những nơi mới, địa điểm mới. Đừng bị cám dỗ bởi những lời hứa về lợi nhuận cao. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận với các vụ trộm và ngăn chặn bản thân khỏi bị lừa dối vào năm 2021. Bạn có thể mất tài sản từ đó. Về tình cảm thì trong năm 2021, gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, sẽ có những cuộc cãi vã xung quanh gia đình. Cố gắng hiểu biết nhiều hơn và đưa ra những điều nhẹ nhàng hơn để tránh tất cả những vấn đề không mong muốn. Xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh vì nó có thể giúp cho bạn. Sức khỏe của bản mệnh trong năm Tân Sửu cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức, kẻo gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống, cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mậu Tuất sẽ phải trải qua thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Mậu Tuất qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, trong năm Tân Sửu, người Mậu Tuất sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên mệnh chủ sẽ khó chiếm được ưu thế hơn người, sẽ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức, tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Dù không có nhiều cơ may thăng quan, tiến chức, bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh, thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình. Đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho mình.
lời khuyên cho bản mệnh là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ, cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm, cần có thái độ trung thủy, không nên có những mối quan hệ ngoài luồng sẽ khiến chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như người khác. Đặc biệt, trong năm khi lựa chọn đầu tư, bản mệnh không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Dù có nhiều cơ hội, nhưng trong năm bản mệnh cũng phải hình thái tuế, vẫn nên chú ý hơn. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải các thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi năm 1958 cho năm 2021. Về mặt tài lộc, người Mậu Tuất sinh năm 1958 không vượng đường tài lộc. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ bị đối thủ giành trước cơ hội, sẽ phải chịu tổn thất, thậm chí sẽ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Trong thời điểm năm 2021, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế, trong thời điểm này, Mậu Tuất sinh năm 1958 chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong năm, bản mệnh cũng không nên hợp tác, làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm đụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư dả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh, buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và cấu rảo chiếu mệnh, nên trong năm, mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề điều tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Đồng thời, khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai quá dễ dàng. Trong năm 2021, tuổi Mậu Tuất bị thái tuế kìm kẹp, khiến tài vận tuổi dốc không phanh. Để có thể kích hoạt tài lộc, tạo may mắn và tạo nhiều cơ hội, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, trong năm 2021 Tân Sửu, tình cảm hôn nhân gia đình của người tuổi Mậu Tuất nhìn chung bằng phẳng, ôn hòa. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo, gạo tiền. Mặt khác, có chút mâu thuẫn vào cuối năm, tình cảm hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết ôn hòa, gia đình hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ mối quan hệ gia đình thêm bền vững, mệnh chủ tuổi Mậu Tuất cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến với gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm bởi có tiểu nhân quấy phá, tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Mậu Tuất khá êm ấm. Để tránh đi bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm, bản mệnh ở độ tuổi này đều đi theo hướng tích cực. Để có thể cải vận tình duyên trong năm, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải những mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của người Mậu Tuất sinh năm 1958 không mấy khả quan. Thái tuế Sửu Thổ vượng khiến các yếu tố thủy và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi,
khiến bản mệnh sẽ mang các bệnh về tim mạch, sẽ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Do tuổi tác đã cao nên hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh. Bản thân sẽ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu, về dài. Cùng với đó, trong năm Tân Sửu, do mệnh thổ khí quá vượng, nên mệnh chủ Mậu Tuất sẽ cần chú ý nhiều tới các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Chú ý về đường ăn uống của mình để tránh mắc những bệnh liên quan. Người mệnh chủ Mậu Tuất năm nay đặc biệt lưu ý tới sức khỏe của bản thân và người nhà. Phạm hình thái tuế lại thêm hung tinh cấu giảo đến, rất dễ dàng khiến sức khỏe bật đèn đỏ. Khi tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất, chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Trong năm, hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt tối tăm hay có nhiều tà khí sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho mình. Ở độ tuổi lục tuần, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thời gia cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.